Tôi là Bùi Thế Bảo, là founder và là CEO của dự án VK Ve Chai Công Nghệ. Theo thống kê của Hiệp hội tái chế giấy và nhựa tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 3,27 triệu tấn nhựa được sử dụng, tỷ lệ thu hồi vào khoảng 20%, và 5,8 triệu tấn giấy được sử dụng mỗi năm, tỷ lệ thu hồi khoảng 40%. Tổng giá trị thị trường phế liệu truyền thống được khoảng 900 triệu đô la, và phần còn lại đang bị lãng phí tại các bãi chôn lấp của khoảng 1,7 tỷ đô la. Giải pháp của chúng tôi sẽ là số hóa ngành công nghiệp phế liệu. VK sẽ số hóa các hành động tác vụ từ việc kết nối nguồn phát sinh ra nguồn phế liệu cho đến các người đi thu mua phế liệu và các vựa phế liệu nội thành. Đặc tính VK bao gồm hai yếu tố: giá phế liệu sẽ minh bạch, và thứ hai là tuân theo nguyên tắc của thị trường. VK tích hợp giải pháp thanh toán tiện lợi ví điện tử bên cạnh giải pháp thanh toán bằng tiền mặt truyền thống. VK sẽ có hai platform, một platform dành cho người bán là user, và một platform dành cho các đối tác của VK bao gồm người đi thu mua phế liệu và các vựa phế liệu. VK sẽ xây dựng một hệ sinh thái sẽ kết nối nguồn phát sinh ra nguồn phế liệu và những người đi thu mua phế liệu, các vựa phế liệu nội thành, các nhà máy tái chế và có nhu cầu nguồn nguyên liệu sản xuất và các nhà máy sản xuất. Doanh thu của VK sẽ đến từ bốn nguồn. Thứ nhất là từ các tổ chức NPO và NGO. Thứ hai là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Thứ ba là hoa hồng từ các nhà máy tái chế có nhu cầu nguồn nguyên liệu. Thứ tư là từ dòng tiền từ ví điện tử. Team của chúng tôi bao gồm tôi có chuyên ngành background từ ngành kỹ thuật môi trường và có 5 năm trong ngành thu mua và tái chế giấy. Bạn Đỗ Thị Minh Trang có chuyên ngành branding và marketing và 11 năm kinh nghiệm quản lý công ty của chính mình. Đối tác của VK bao gồm ví điện tử Momo, CL2B, WestS, Greenhub và WWF. Xin chân thành cảm ơn.